Xin chào mọi người nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ làm về một chiếc súng giúp biến hình luôn, phiên bản đột kích mở rộng. Thì tất cả những vũ khí mình cầm đều có thể biến hóa khôn lường. Ấn số 0 một cái thôi, nó đã thay hình đổi dạng. Đặc biệt là cái khẩu M249 Uben này này, định mệnh, nó xả đạn nó như mạ bố thằng ăn mày ấy, kinh vãi trưởng nha. Thay đạn thì cũng rất là nhanh. Lại mình vào mình spam đạn, kinh lắm. Anh em nó kêu hack suốt. Đây là chuyện bắn mắt thường nó thì nó như khẩu Flick thôi. Còn máy đi một cái to hơn, khỏe hơn, chất lượng hơn, không giật lắm đâu, bắn được. Trời ơi, nó lại vào đầu. Riêng cái này mà vào tầm gần nhá, dỗ người đấy chứ đừng đùa. Nên chúng ta phải biết cách chọn đối thủ chứ bắn những con zoom lo khổ thân nó ra. Tuy mình là người bắn thôi nhưng mà mình nhìn mà nó ăn đạn mình cũng cảm thấy đau. Nó đau cho cái con tim đang thổ thức cái này. Thằng này nó đã bom là nó phải ăn này. Mày bố láo hả mày? Mày bố láo hả? Được không? Dám chơi không? Á, à, chơi tới cùng. Rồi, nó gọi con y tá ra. Có lẽ là đồng vợ, đồng chồng của nó đi. Tát mặt mình cũng cạn đấy. Mà đừng hòng, lên đây thôi. Bắn MG này chúng ta về. Có lúc kiềm, lúc tăng. Nó mày nhịp nhàng, nó mới sung sướng được. Úi giời ôi, anh hồi sinh. Lao ra như một vị thần ấy, mày chết cha mày chưa? Bắn phê, nó vãi trường. Nó có thể ngang với khẩu KSP chứ không đùa đâu. Cái khẩu này bình thường á, uy lực nó đã mạnh rồi cơ. Úi giời ơi, lắp thêm 6 khẩu JPK VIP vào nữa. Cái lượng đạn như thế này, không thỉnh thoảng anh tơ còn tốt bụng cho ít mắm tôm vào mồm, lại hồi đạn. Hero, ngọt sớt. Đấy, biết chưa, nói anh tơ cái bom ngay. Sang đây, gần 300 viên đạn đang chờ các bạn này. Kêu thế rồi mà nó sang được thật. Những cái thằng nhận vờ. Vào đây. Nào, bây giờ multi là điều quá là điều bình thường luôn. Úi giời ơi, cái đỉnh mệnh, đỉnh tơ hồi sinh nó chạy kinh quá. Thôi, dịp luôn, kẹp vào đấy là chắc chết, không sống được. Quả này nó hung hãn vãi trưởng. Người theo hương hoa mây mù răng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Ra zombie thường chơi đi, lần cấp chán lắm. Định mệnh rồi, ăn được đúng một hiệp thôi, hiệp sau đừng hòng ăn nữa. Ô, kỳ bò vắt cổ chạy ra nước. Rồi mình lại ra phòng khác mình chơi nó nhanh. Cứ dồn thường, cứ zombie 6 chiến binh không như này là thích này. Bắn cái này thì mình quay tay nó chung là nhất của đất, không phải sợ. Bây giờ nâng cấp rất là ít người chơi. Nhiều bạn cũng bảo là các bạn nó cũng hơi khó. Đây là người chơi nhiều khi các bạn ấy chán. Đây định làm gì? Định làm gì? Rồi hai bạn chập tất, chập đôi. Đấy, zoom non. Nó không giật một tí nào luôn ấy. Chứ bình thường như khẩu team P cái tôi là những khẩu team P đua ấy, các bạn chỉ cần bắn đặc biệt vào đó thôi, cái tâm nó to bằng cái bâm, đặt nguyên con gà vào đấy cũng được, kiểu như cúng ấy. Nhưng mà không, anh này anh không, nhẹ nhàng tình cảm lắm. Một khẩu đáng, một khẩu súng nó thật là đáng quay. Chưa bao giờ mình khen nhiều về súng đâu, nhưng mà thực sự mình bắn con này rất là thích. Đồng vãi trường rồi. Nhắm mắt lại đi 5 giây thôi. Mình xin các bạn, cho đôi mắt nó nghỉ ngơi đi. Cứ căng mắt ra mà xem những cái bộ phim nó không được trong sáng lắm là không hay đâu. Đây, lên đây. Không để ý một cái thôi, mất luôn cái giáp. Rồi, combo. Đấy, cứ lên đây, bọn này mấy viên nó giật vào đầu. Nhìn này, chán rồi. Sao nhiều phẳng bây giờ mà nó đối xử với những người chiến binh nó ác độc như thế nhỉ? Hành hạ người chơi, người ta chưa định làm gì, chưa sướng, đã định móc phía sau rồi. Mày lên đây này, cứ đứng đây chắn đường đi, đừng cho được tơ lên. Mỗi một tí thôi. Ui giời ơi, khiếp nó chém kìa. Vãi cả hàng. Mày lên đây này. Thôi rồi, chết được rồi. Ôi giời ơi, rát rồi. Vào đây con tơ này một phát. Mày vào nữa đây. Chết mà giết là tơ. Mình chết mình bị lôi được một thằng theo. Mình vừa cười vãi trưởng là vừa nó chặn không cho tơ đi ăn mình không là chết ngay thì trên thùng hàng rồi. Mình thích các bạn. Mình thích các bạn là cái đức tính đấy. Cộng đồng mà phải biểu tình. Rồm đông quá không vào được. Ôi ơi, mình ăn mà hero 3 kill mà ông nào chả thích. Mày tranh giành nhau mà ăn mà húp chứ. Không để thằng khác ăn mất à.
Cái này kiểu như là ấn đặc biệt là nó cầm như khẩu thông sơn đấy, rất là thích. Rồi 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 anh, xa xa quá thôi, bạn bà tơ bạn cứ ăn Ngọc Trinh đi nhá, mình chấp nhận hy sinh một người chiến binh xinh đẹp này đứng trên bàn thờ đông vãi nhá. Cái khẩu này mà nó ra từ những cái đợt cái đây 125 thì đúng zombie zombie sức mạnh rồi, giờ ra KSP nó khiếp rồi, ra thêm khẩu này nữa thì đúng rồi. Anh em mà quay tay là bọn zombie này nó không có đường lên đâu. Mày vào đây này, rồi bạn nào muốn nhảy cầu sang đây, cầu tuột không tính phí. Vào đây, vào đây, mày vào đây, vào đây. Bạn ấy hồi sinh thì không để ý. Bây giờ đuổi thì là quá muộn màng rồi. Bát nước hát đi làm sao mà húp lại được. Rồi. Rồi. Rồi rồi rồi. Rồi. Hai phát mù tì ngọt sớt. Nữa nào. Lên đây. Bây giờ mình có thể thu nạp hết tất cả vào. Về đội của mình nó sẽ ăn sung mặt sướng. Mình đi Adidas thì cô bạn không phải được đi đôi dép tổ ong. Con nào phía sau, ừ, biết ngay mà thằng bị diệt. Nhìn con kia nó giật lại mình cảm thấy sợ sợ nghi nghi rồi. Có đời nào mà nó tốt nó cho mình ăn kill đâu. Nên đấy, thế là hết đạn mày quá. Mà tơ nó giật lại một nhịp. Đuổi này mày. Mầm vân mất được cái giáp, thằng này khôn lắm. Khôn như mõ ấy. Nửa bọn nó một tí rồi, đừng hòng mà nó ăn. Thính đấy. Mày chặn được, bạn chặn sai chỗ. Nếu bạn chạy tim úi rồi. Thôi, bye bye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn ở kiếp sau. Mình mong là kiếp này chúng ta không gặp lại nữa. Bay sang đây rồi, hoan nghênh tinh thần chiến đấu anh dũng của bạn. Bọn mày vào đây. Vẫn chết không dây kìa. Ôi giời ơi, cua đặc biệt đẹp như thế. Ăn cũng được multi đấy, lạ thế nhỉ. Chắc bừa mới phải rồi. Ngon thế. Ôi giời. Vâng, anh em đã bắt đầu kêu nó cứ ảo ảo sao ấy. Nhưng mình cũng chịu thôi. Cái này nó phải cần khoa học chứng minh và anh em nghiên cứu để giải thích. Hay quá. Cái này thì các bạn thì cần thỉnh thoảng chán lôi bất kỳ một món vũ khí nào ra, rồi ấn đặc biệt một cái biến hình ngay. Bây giờ dùng này khá là hay, rất là chất lượng, một trong những cái set tối tân của đồ kích hiện nay rồi. Cẩn thận bạn ơi, cứ chạy lên quăng dưới sân là chết đấy. Rũi tầm xa đa vẫn nhảy nha, rất là ok. Với cái lượng đạn mà mình được người chống lưng hơn 2.000 viên như này, xả từ đầu trận đến cuối trận không bao giờ chán. Đấy, tốc độ nó ra nó nhanh. Lỗ nó nhanh lắm. Bạn lúp lỗ nhanh lắm cơ. Ôi ăn mút nốt thằng đấy, cứ tưởng nó ở phía dưới, nó móc lên hóa ra nó đứng bên cạnh. Thằng này bạn là fan cảnh sát hình sự đấy, không biết là xem mấy năm rồi. Và chém nó có nghệ thuật thế. Mình xin. Chơi cái này được cái tiến hóa này, nó cũng chả sợ bố con thằng nào đâu. Mày có xuống không? Ôi chạy rồi. Ôi ông Tơ, giờ ông cứ đi móc sau này nữa. Đường chính ngạch không đi, cứ đi theo con đường tiểu ngạch. Sao lại hèn thế nhỉ? Tơ phải đầu trâu mặt ngựa đi chứ. Mày nòi ra ngoài này. Nữa đây trời ơi, mắc tiến hóa. À, vẫn còn tỏi cho quả bom ạ. Ôi giời. Cố sống cố chết chém chết no để quả bom nó lỗ không sao rồi. Xót ruột. Ở đây biết. Ôi giời ơi, sao lại không chạy thẳng này, con chạy đi đây làm cái gì. Lấp thang đi thiên đường. Nhưng mà đối với mình thôi. Còn cái đấy là bạn lại xuống địa ngục mất rồi. Xót xa. Tuyệt vời ông mà giời. Ăn ở tốt mà. Ok, tiếp tục clip thôi. Anh em yên tâm, vẫn ở phòng đấy. Lại mình có chút việc này phải dừng lại mấy hiệp, bây giờ vào có lẽ mình sẽ làm lốt một hiệp này nữa đi. Rồi mình xin dừng clip thôi. Tại vì bây giờ giọng mình cũng đã chưa khỏi hẳn, hò hét nhiều quá, khàn vãi trưởng ra. Và câu chuyện báo của này hôm nay khá là vui. Ấy trời ơi, nó ngoáy đạn. Cứ cái gì mới nó đẹp đẹp là mình thích rồi. Bởi vì đồ kích nó khá là nhiều súng. Vậy tầm đến có nghĩa là mấy trăm rồi, nhưng mà mình làm clip này được hơn 2 năm rồi. Các bạn nghĩ cứ 1-2 ngày một khẩu, nhiều khi nhai lại nhưng mà bắn cũng rất là nhiều rồi. Xà quá, cái này là phải vào gần nhau trao yêu thương. Bây giờ học những bản update nó ra những khẩu súng dị như này thực sự là tuyệt vời. Khẩu Mini này thì nó rất là ít phiên bản. Một phiên bản Classic này, Reflex này, B4
Bây giờ là đây là phiên bản thứ ba rồi, nó được tân trang thêm nhiều như này nữa. Có lẽ cái dòng cái nhà bà Bình này, mấy nữa còn ra lục với cả cận chiến nữa thì đúng là khắp lò. Không có nào ra đây la liếm ăn hàng à. Úi giời ơi, úp mặt sông quê. Thế các bạn tâm sự cái gì đấy? Bạn đề à? Sao lại đâm chiêu thế nhỉ? Ôi mày thế, thằng Tơ nó không nhìn thấy. Hàng dâng lên mồm rồi mà Tơ không biết ăn thì thôi, bọn mình cũng chịu thôi, không cố được. Bọn mình cũng chỉ biết dâng lên mồm bạn chứ không lẽ đút là mồm bạn nữa thì bọn nó chửi cho sấp mặt. Nên đây á. Nên đây á. Đấy, Tơ hồi sinh nhá. Quá là điều bình thường luôn. Ủa rồi lôi thì con hủy diệt nữa, thôi mình không chơi. Có lẽ các bạn đi thì xong phi cùng thần tượng đi nhá. Mình chịu. Đây cái bọn này là toàn bọn bước nhảy ngàn cân. Thằng hủy diệt thì tầm 11.000 máu. Tơ 9.000, không ai chơi. Đây, có chỗ chạy rồi. Không solo nó làm cái gì. Tránh được thế nào hay thì đấy. Mày vào đây này. Những bạn giống non như này này mình mới thích. Yêu lắm cơ. Ý à này ơi. Nên thằng này nó cứ nhìn mình, nó cứ định móc mình nãy giờ nhá. Mày móc này. Nữa này. Hổ báo cáo trồn lên. Bọn này chỉ là bọn trẻ con thôi. Ủa hết đạn rồi. Thôi. Bạn này cho mình thay. Làm gì mà căng. Lại không dây. Chảy cối quá. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nhá.